Hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Diệp Ngô Vlog nha. Giấc này 4 giờ rưỡi nha các bạn. Mình mới vừa ra điểm câu nè các bạn. Đó, điểm câu này là suối Đồng Găng nha các bạn. Đó, suối đó trong Đồng Găng chảy ra nha các bạn. Đó. Đây có thời gian nên đi câu nha các bạn. Bữa giờ không có thời gian rảnh nha các bạn. Đây mình ra đi câu giải trí xíu nha các bạn. Đó, sẵn quay video các bạn xem luôn, lâu nay không có thời gian đeo video các bạn. Đó, giờ mình quay cái điểm câu cho các bạn xem nha. Đó, đây điểm câu mình nha các bạn. Ở chỗ đây có cái lỗ giống trống nè bạn, đây rau muống nè, kế nó không cho đây ăn nè bạn. Còn đây là có cái bùa tre ngã ngẽ hầm tre bạn. Câu chỗ đây thì ngon mà chỗ đây dính gọc tre quá bạn. Nên nãy mình câu đây mình dính gọc tre quá, nó đứt lử nên mình quay bên xuống dưới mình câu xíu nha các bạn. Đó. Đó, câu chỗ đây nha bạn. Bè con các bạn. Bây giờ cùng chờ đợi cái mình quay bạn xem nha. Nãy giờ 15 phút mà chưa có động tĩnh gì nha các bạn. Ủa, cái ốc quá trời luôn bạn. Cái ốc thiệt bự luôn bạn. Cái ăn các bạn. Phi nha các bạn. Con đầu tiên, có nhớt các bạn. Để còn câu tiếp nha các bạn. Kia các bạn. Còn quả kia nha các bạn. Nó có dấu hiệu mất tiêu rồi ta. Cái siêu to siêu khổng lồ luôn các bạn. Đi đi mày. Phê đếm quá. Cái này còn kém các bạn. Đó, hai con luôn rồi. Hai con. Cái nhỏ đi mồi không. Con kê rỉa cỏ các bạn. Chỗ này ngon mà nước hơi cạn các bạn. Cần quay cái ăn các bạn, cần quay đi. Đang kêu phèo các bạn. Kêu không? Đó. Đó. Ok cái gì? Cái chốt các bạn. Cái chốt nào các bạn? Cái chốt nó xíu mà lôi như đúng rồi vậy. Cái chốt nó xíu mà lôi như đúng rồi vậy các bạn. Đó. Đi rồi. Trời ơi. Xảy rồi bạn ơi. Ăn lôi của đó giật không dính trời. Uổng quá đi.
đó đó lên ché nha bạn, ui dính còn chìa luôn. Dính đối luôn rồi. Mê nãy giờ rồi mà. À, còn phi nha các bạn. Ui, dậy. Đâm đầu quá. Nó phi nha các bạn. Cái ăn các bạn. Cái rỉ còn chưa. Cái gì không biết. Đó, rỉ rỉ các bạn. Phì nó các bạn ạ. Phì nó sao ạ. Đó, phì nó. Trời ơi, sảy ơ. Ui cha. Nặng lắm các bạn ơi. Nó chưa đốt lửa các bạn. Uổng quá đi. Uổng quá các bạn. Nãy nó mới hớp mồi chưa dính các bạn. Giật, mình lật đật giật quá. Sảy chưa đóng đi, từ để nó lôi giật luôn các bạn. Hai con luôn bạn, đủ lôi nào. Một con ké nhá xíu rồi rớt luôn các bạn. Giấc này 6:15 rồi các bạn. Ở ngoài tôi thui mà ở trong điện thoại quay nó còn sáng rồi các bạn. Lên đèn rồi. Dữ hả? Lên đèn nha các bạn. Ê trời ơi. Ui nó lôi cái phèo kia mà không để ý các bạn. Tối quá không thấy đường. Lên đèn cái này luôn. Lên đèn lên phèo luôn. Đó, đi bài. Còn trong quá các bạn. Giờ này mà cái nhỏ còn phế mồi không? Ê trời ơi. Ôi che ơi. Vãi thiệt chứ gì mà xảy. Không dính các bạn ơi. Đau lòng. Thiệt là đau lòng quá đi. Ê, trời ơi. Cái phèo. Cái còn kém năng mà dính mẹ rồi. Cái còn kém nó ăn mà mình đang thay mồ, cái còn kia mình không để ý các bạn. Uống ghê không? Trời còn khô lại các bạn. Đó. Trời ơi. Lệ ta. Hãy xuống lúc các bạn. Giật không dính. Trời ơi. Cây dữ gì. Trời còn lại nha các bạn. Đó. Trời ơi, cái gì vậy các bạn?
thảy xuống lúc các bạn ơi. Trời ơi, quá dữ rồi. Nghi đang cua các bạn. Lúc nó coi. Lúc nó. Bố láo vừa phải thôi nha. Đó các bạn. Kế ăn các bạn. Đó đó đó. Lúc con gọi. Cái nhỏ các bạn ạ. Cái gì vậy ta? Cần phải ra. Cái ăn lúc không đấy các bạn. Cái bự các bạn không? Lên lúc. Phi nè các bạn. Đó, một con phi nha các bạn. Phi chà bé luôn. Chắc này tối nó mới ăn các bạn. Ý, tối nó mới ăn các bạn. Đó, phi chà bé luôn nè các bạn. Sớm giờ không ăn, giờ này tối mới ăn các bạn. Chắc này 6:30 nha các bạn. Đang về cần phía trong, đang móc mồi cần phía trong cái phần quà nó ăn các bạn. Đen ghê còn phía trong nữa còn. Đen ghê còn phía trong còn hoài nó ăn nữa bạn. Đằng này tối ngồi bù đâm tiếng sột nghe ớn các bạn. Rắn đồ các bạn. Nãy giờ còn phía trong nó ăn biết ké hay cua nó ăn lô miếng các bạn. Cứ phèo trong này các bạn. Phèo trong bờ các bạn. Cái phèo kia hết pin rồi sao đèn tắt rồi các bạn không? Chắc này mua chích quá các bạn ơi. Chế ăn các bạn. Mới nhấp. Nhấp nè, nhấp nè. Ui, cái bộ các bạn. Ui. Cái bộ các bạn. Ui. Phi các bạn. Đang lôi vô cái đếm nó muốn các bạn. Con phi bự nữa nha các bạn. Chà. Đó, một con phi bự nữa nha các bạn. Đang lôi vô đếm nó muốn các bạn. Đó. Đang lôi vô đếm nó ăn kéo vô đếm nó muốn này luôn các bạn. Chắc này tối có ké phi nha. Mới thấy gục binh khác chở phèo kia nha các bạn. Phèo giữa nha. Giấc này 6:30 7 giờ kém các bạn. Mình câu tới 7 giờ đúng mình về nha các bạn. Chỗ này ngồi cỏ nhiều quá, rậm ri cũng hơi ngán các bạn. Hồi giờ không vô đây câu. Bữa nào rảnh phát dọn cái này cho trống ngồi cho nó sướng các bạn. Nè phát... Các dọn ra trống xong cái mấy cần thủ khác nó xuống thấy gì ngờ dành câu mất chỗ rồi. Đỡ đậm đi gì đây.
Giờ ngồi chờ đợi nửa tiếng nữa mình về nha các bạn. Nãy giờ ké cho sầm sầm tối tối rồi ké ăn cũng mạnh nha các bạn. Đây vuốt được hai con phi cũng trọng trọng. Còn phía trong có dấu hiệu các bạn. Mày là bự. Phi các bạn. Phi các bạn. Một em phi nữa nha các bạn. Một phút 90 gần về còn chín ké các bạn. Không lẽ ngồi nữa sao? Mày hả mày? Giấc này mình gom xong đồ nha các bạn. Giờ mình về nha. Đoạn đường từ đây ra ngoài đường cá chỗ đình để xe, còn đoạn đường khé xe và băng qua mấy đếm đồng, cánh đồng lúa nữa các bạn. Thành đoạn đường khé xe bạn, ở đây bụi đậm không à, khé nguy hiểm nha các bạn. Giờ tranh thủ cái này 7 giờ mình về sớm xíu nha các bạn. Còn ké mình về nhà mình đổ ra thâu quay ra rõ nha các bạn. Chờ đổ ra đây, đổ ra đây đậm ri quá các bạn, khó thấy. Ở đây cỏ không khó thấy các bạn. Thôi giờ mình về nha các bạn. Giấc này mình mới về tới nhà nha các bạn. Để mình quay thành quẻ ké rồi chịu cho mình câu các bạn xem nha. Đó. Cũng được mớ các bạn. Khui. Đó, để chưa. Cái trưa này lúc mình câu nhanh, nó ăn nhanh quá không kịp quay các bạn, không kịp bấm máy. Đó, một phi nè các bạn. Hai con nè. Chạy coi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 phi nha các bạn. Lần kích. Đây là ngay cái trưa các bạn. Chạy vô. Cái trưa đồng các bạn. Điện kính luôn. Lóc. Vô mày. Đó. Đó, lâu lâu đi câu lại cũng được nha các bạn. Có cảm giác giật 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 các bạn. Đó, ok các bạn. Thôi bây giờ mình cũng dài xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.